Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số tin tức trong nước nổi bật. 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Ngày đầu dừng các hoạt động vận tải đi và đến Đà Nẵng. Chiều hôm qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, nhìn lại và đi tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chủ trì buổi tọa đàm. Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định với Việt Nam, ngày 28 tháng 7 của 25 năm trước là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến rất quan trọng của Việt Nam trên con đường hội nhập khu vực và quốc tế. Việt Nam từng bước khẳng định là một phần không thể tách rời của ASEAN và khu vực Đông Nam Á, gắn sự phát triển của đất nước với ASEAN và mong muốn gánh vác công việc chung của ASEAN. Chính sách đối với ASEAN đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. 25 năm qua, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hữu nghị hợp tác không có chiến tranh. Là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã cùng các nước thành viên xác định chủ đề chung cho năm 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. ASEAN đã đảm bảo triển khai hiệu quả các mục tiêu hợp tác liên kết ASEAN trong năm 2020, vượt lên các khó khăn thách thức, bước đầu kiểm soát đại dịch COVID-19, đồng thời sớm tiến hành khắc phục hậu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển. Thưa quý vị khán giả, hôm qua tỉnh Lai Châu đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 giai đoạn 2020-2025. Dự đại hội có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua của tỉnh Lai Châu phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh nghiêm túc thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, cần gắn chặt chẽ khen thưởng với thi đua, chú trọng tuyên truyền gương điển hình, người tốt việc tốt, nhằm tạo động lực lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước đã trao các huân chương lao động hạng nhì, hạng ba, tặng cờ thi đua và danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, tất cả các phương tiện vận tải hành khách công cộng đi và đến Đà Nẵng đều đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, trong ngày này vẫn còn người đến làm thủ tục nhưng được hướng dẫn quay về. Tại ga Đà Nẵng sáng ngày 28 tháng 7, mặc dù toàn bộ hoạt động đón trả khách đã tạm dừng, nhưng do không nắm được thông tin, một số hành khách vẫn đến ga để rời thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này đều được nhà ga tạo điều kiện đổi trả vé theo quy định. Tạo điều kiện cho khách trả vé, gọi điện thoại cho thông báo cho thông tin cho khách biết là những cái tàu trong ngày hôm từ ngày hôm 0 giờ ngày 28 trong vòng 15 ngày là sẽ không có tiễn khách tại ga Đà Nẵng. Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực ga đi và đến đều vắng vẻ. Trong buổi sáng vẫn có khách đến làm thủ tục bay nhưng đã được hướng dẫn ra về. Còn tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, toàn bộ các hoạt động tiếp nhận hành khách đã được tạm dừng. Tại đây, lực lượng chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt các lối, không cho người và phương tiện ra vào. Một đoàn khoảng 25 người theo tôi được thông tin được báo cáo thì có đến, do họ chưa nắm được cái thông tin thì lực lượng an ninh đã phối hợp với hãng vận chuyển để hỗ trợ khách. Cũng có một số hành khách người ta không nắm được. Thì đến đây chúng tôi cũng đã giải thích với lại cái người dân là bởi vì hiện nay không chở chuyến xe đối với xe Đà Nẵng thì nó không có những xe hoạt động là xuất bến, cho nên là yêu cầu một người dân thì về lại cái nhà mình để mà tự mà cái có phương án để mà mình cùng phòng chống với lại dịch với lại người dân Đà Nẵng. Từ ngày hôm nay, tất cả các hoạt động giao thông đi và đến Đà Nẵng đều đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng phương tiện vận tải hành khách đi qua địa phương này trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân là rất lớn, cho nên các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện này để tránh dịch COVID-19 lây lan. Thưa quý vị khán giả, những ngày này, thành phố biển xinh đẹp và năng động Đà Nẵng đang phải căng mình chống dịch COVID-19 và cũng trở thành tâm điểm chú ý của người dân cả nước. Ngay từ chiều 26 tháng 7, khi thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, cũng là lúc những hình ảnh, lời động viên khích lệ thành phố được người dân Đà Nẵng đăng tải trên mạng xã hội. Những người yêu mến, dành tình cảm cho thành phố Đà Nẵng trên cả nước cũng đã hưởng ứng, cùng thay khung ảnh đại diện trang cá nhân với dòng chữ Đà Nẵng chung tay chống dịch COVID-19.
Những dòng trạng thái tích cực, lạc quan kèm theo những lời động viên như Đà Nẵng cố lên, Đà Nẵng quyết tâm đẩy lùi COVID-19, Đà Nẵng quyết chiến, quyết thắng đại dịch, Đà Nẵng chung tay chống dịch COVID-19 đang ngập tràn khắp nơi. Không chỉ riêng người dân Đà Nẵng, ngay lúc này rất nhiều người dân cả nước cũng muốn chung sức, đồng lòng, chung tay cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vượt qua đại dịch. Đọc bức tâm thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi lời tri ân đến du khách vì việc phải chia tay Đà Nẵng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhiều người không khỏi xúc động, thậm chí có người còn chia sẻ, đọc chưa hết nội dung thư mà tôi đã khóc, khóc vì sự yêu thương về thành phố này và những người bạn Đà Nẵng của tôi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên chia sẻ thì cũng xuất hiện một số video clip có nội dung kỳ thị Đà Nẵng vì đang là điểm bùng phát dịch. Dù không có lời lẽ kỳ thị trực tiếp đối với thành phố này, nhưng hành động của những người trong clip khiến người dân Đà Nẵng và cộng đồng không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Bởi khi Tổ quốc và đồng bào lâm nguy, việc cần làm đáng ra là phải chia sẻ, chung tay góp sức thì họ lại đem việc đó ra để chế giễu. Một số thông tin quốc tế mới được chúng tôi cập nhật tiếp theo chương trình. Số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại ở châu Á. New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, Trung Quốc. Thưa quý vị khán giả, nhiều quốc gia châu Á đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh trở lại những tuần gần đây, buộc các nước phải tái áp đặt biện pháp giãn cách xã hội và siết chặt hơn quy định phòng chống dịch. Đáng chú ý, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch khi tỷ lệ mắc mới tại đây đã tăng tới 45% chỉ tính riêng trong tháng 7 này. Tính đến hết ngày 27 tháng 7, số ca mắc COVID-19 ở Tokyo đã vượt 5.000, tương đương 45% tổng số ca mắc tại đây kể từ khi dịch bùng phát. Nghiêm trọng hơn, COVID-19 dường như đang hướng mục tiêu tới nhóm người trẻ, khi có đến 60% người trong số ca mắc mới hôm 27 tháng 7 ở độ tuổi 20 và 30. Hiện, nhà chức trách Tokyo kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết. Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua cũng ghi nhận thêm 68 ca mắc mới, phần lớn là lây nhiễm cộng đồng. Nhà chức trách khu hành chính đặc biệt Hồng Kông ngày 28 tháng 7 cũng thông báo thêm 106 ca mắc mới, giảm nhẹ so với một ngày trước sau khi chính quyền sở tại bổ sung quy định siết chặt việc đeo khẩu trang và tụ tập nơi công cộng. Còn tại Trung Đông, Iran đã ghi nhận thêm 253 ca tử vong trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Hôm qua, New Zealand thông báo đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ và đưa ra một số sửa đổi đối với khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của Trung Quốc. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thông qua việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại đặc khu này. Theo Ngoại trưởng New Zealand, với quyết định mới, Wellington sẽ xử lý hàng hóa xuất khẩu với mục đích quân sự và dân sự tới Hồng Kông, theo cách mà nước này đang làm với Trung Quốc, cũng như xem xét lại quan hệ song phương với Bắc Kinh. Ngoài ra, nước này cũng cập nhật khuyến cáo đi lại nhằm cảnh báo công dân nước này trước nguy cơ từ luật an ninh mới của Trung Quốc. Hôm qua, Tòa Thượng thẩm Malaysia đã tuyên phạt 12 năm tù giam với cựu Thủ tướng Najib Razak với các tội danh tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước iMalaysia 1MDB. Tòa cũng phạt ông Najib số tiền 200 triệu ringgit, tương đương 45 triệu đô la Mỹ. Phán quyết của Tòa Thượng thẩm nêu rõ, sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa kết luận các công tố viên đã chứng minh được cựu Thủ tướng Najib có tội. Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế xã hội Malaysia. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, quỹ đã thất thoát khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2019-2015, trong đó khoảng 1 tỷ đô la Mỹ được gửi vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Vụ bê bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Najib thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018 và bị đưa ra xét xử với 42 cáo buộc lạm quyền, rửa tiền và thiếu trách nhiệm. Đến nay, ông Najib, 67 tuổi, vẫn khẳng định mình vô tội. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều thứ tư ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.